Tôi chỉ biết cái hồi mà tôi biết cho tới bây giờ thì cái thùng này là thùng thứ ba rồi. Con xin phép con quay nha. Hình bà đó. Rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Lương Phi, huyện Chi Lăng của tỉnh An Giang. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại một cái ngôi chùa rất là linh thiêng, đó là chùa An Bình Tự. Thì trong cái ngôi chùa này đó, có những câu chuyện rất là ly kỳ về những người đã mất, những cái mái tóc anh và rất là lạ luôn. Và để hiểu thêm về những cái câu chuyện ly kỳ đó, thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo chân của Bùi Hồ vô chùa để gặp một ông tư để giải thích cho cô bác quý anh chị nghe nha. Có đèn này bật cũng được cho sáng. Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì Bùi Hồ có thỉnh được ông Năm sẽ nói về cái mái tóc của ông Tám. Dạ, con bật đèn lên ngoài này được không ạ? Được. Dạ. Ông Năm có thể thì đây là ông Năm có thể kể sơ về ông Tám cho con nghe ông Năm. Cái phần của ông Tám đây đó là ông hai chủ chùa này là đó. Đây là phần của ông Tám. Còn ông Tám này thì đệ tử của ông hai. Nhưng mà ổng chỉ làm thuốc nam thôi, ổng làm thầy thuốc nam. Hồi ổng còn thì như vậy là hàng ngày á về đây kiếm thuốc nam rồi cái ổng đem đi ngoại cho cô bác độ. Thì tôi thì không có biết nhiều, nhưng tôi chỉ biết cái hồi mà tôi biết cho tới bây giờ thì cái thùng này là thùng thứ ba rồi. Ngày xưa thì là ông Tám là mái tóc đanh như thế này luôn. Cũng đanh như thế này. Rồi có cái thì ổng hớt, nhưng mà ổng hớt ra rồi cũng để vô thờ. Còn cái này là cái rụng. Nó rụng rồi để vô, nhưng mà hồi đó khúc vậy hả? Rồi như vậy là nó đụng cái thùng đi. Rồi mới đóng cái thùng thứ hai. Rồi nó đụng nữa, rồi cái thùng này là thùng thứ ba. Vậy là ông Tám năm ông Tám thì lúc đó ông Tám mất là bao nhiêu tuổi thọ như ông Năm? Tôi không nhớ cái vụ đó. Không nhớ. Vậy là cái mái tóc này là sau khi ông mất hay là lúc ông còn sống? Cái lúc còn sống. Là để đến bây giờ luôn, cái thùng này là thùng thứ ba. Ông thì là đệ tử của ông hai. Và ông thì điều đặc biệt là cái mái tóc của ông thì cứ càng ngày nó càng dài ra. Càng dài ra. Hiện nay thì nó dài được bao nhiêu thì ông Năm? Cái thấy của mình á, mình không thấy được là gì nhích nhích hay làm sao á. Nhưng mà chỉ biết có một cái là cái thùng thứ ba rồi. Cái thùng thứ hai, thứ nhất rồi nó đụng rồi mới đóng cái thùng thứ ba. Con thấy có khoét một cái lỗ nè. Có mùi hương không không? Có mùi hương không? Không có đâu. Không có hả? Cái này là cho nó đi hơi mà. Cho đi hơi cho nó bị ẩm ở trong ha. Cái hình của ông đó. Ổng á. Đây là ông Tám. Ông Tám đó. Lúc trước thì ông Tám là làm từ thiện thầy thuốc nam, làm thầy thuốc nam. Dạ. Trong đó tối quá không. Thì cái mái tóc này mình ước chừng nó khoảng 1,5 m á. Chắc có. Ông Năm. Là lúc mà ông Năm ở đây thì ông Tám đã có mái tóc này chưa? Có rồi. Nhưng mà có là cái lúc ổng còn sống lận. Rồi
giặt giả đó, mình cũng loạn lạc đi đầu này đầu đi kia, chùa không này. Có ở sát. Dạ, chùa này thì có mái tóc này lâu rồi. Lâu là, rồi. Là lúc là ông tám là chùa này thì ông tám biết cái mái tóc này à? Có rồi. Có rồi. Vậy là mái tóc của ông tám thì trên 100 năm. Không biết thì như vậy là có cái chùa này có ông hai thì có ông tám này rồi. Có mái tóc này. Ừ, ông tám theo ông hai làm đệ tử rồi tóc cái sao mà nó đanh rồi ông tám mới nó rụng rồi mới hiến lại vô trong chùa nè, để ở trong chùa. Mà con thấy cái phần tóc á bền rất là đẹp, giống như là có ai bền không Không mà có đâu, tự ơn vậy đó hả? tự hơn, nhưng mà con Ừ. thấy nó giống như có ai bền ha, mà Ừ. đơ quấn mà á, Ừ. nhìn lạ kỳ ha. Tự dài ra luôn. Tự dài ơn thôi, đâu có ai đụng tới đâu. Nói chung là càng quay gì mà thấy được cái sự ly kỳ ha ông Linh. Cô bác của anh chị ở chùa An Bình Tự này thì theo đạo tương tương Tứ bổ ân hiếu nghĩa. tương độ bổ sơn, bổ sơn thì hơn cái tứ ân, À, tứ à, ân dạ tứ ân hiếu tứ ân hiếu nghĩa nghĩa cũng là trong cái gốc Bổ Sơn Kỳ Hương. dạ. Thì cái phần thứ hai thì chắc ông tám và ông năm dẫn cho con đi thăm cái phòng của ông bà ký. Ông thì không có phòng, Vậy có bà chỉ hả? có phòng bà thôi, phòng bà mẹ bệnh. Dạ, ông dẫn ông qua. Thì ông có thể nói về bà ký được. Con xin phép gọi tên. Không, tôi không biết hết đâu. Dạ, ông có thể tóm tắt sơ được Dạ. không? Sơ. Nhưng mà chùa Bà Ký đây đó thì hồi ông Ký mất đó, thì chùa này đó, gặp giặc giả rồi mới ra An Hảo. Dạ. An Hảo ở đậu ở ngoài rồi qua giặc rồi đó, êm ái rồi hòa bình đó, rồi mới xin chuyển về. Chứ lúc trước thì cái lúc mà ở đậu An Hảo thì có bà rồi, Dạ. bà còn Đây là bà gì em của à, bà. Bà Ký đó. Bà mất thì lúc bao À, lâu, cách đây bao lâu hay không không? mấy ông có nhớ, tôi không có nhớ. À, này là ông, đó là bà đó. Ở đây thì con thấy một cái ghế nè. Ghế này là sao? Thì cái ghế này mình chỉ đóng để thờ vậy thôi, để thờ bà vậy thôi. Ghế này của bà hả? Ừ, ghế của bà đó, phòng của đó là phòng của bà. Là bà là lập nên cái chùa này luôn không? Ừ, ông với bà là đứng ra lập. Lập chùa ha. Ừ, từ xưa cho tới bây giờ, hồi chưa có giặc Dạ. rồi tới giặc đó rồi nó đốt cháy hết rồi mới đi ra ngoài ở đậu. Mộ của ông bà thì nằm ở đâu không? Hả? Mộ của ông bà. Mộ hả? Mộ của ông thì nằm đất Miên rồi, còn mộ bà thì ngoài này. À, cái nhà mồ đó, đó là mộ bà. Đây là cái ghế giống như để À, tưởng nhớ bà vậy. à, à. Thì hàng ngày cũng có người quét dọn không? Có, cũng quét nước đồ lau chùi rồi vậy. Ông có thể mở phòng cho con xem nữa. Cho con giếng ha. Con xin phép con quay nha. Hình bà đó. Anh bà đấy đó, phòng này thì ai dọn dẹp không? Thì cũng mấy bà không à, chứ nam thì không có vô. Nam không được vô ha. À, chỉ nói ví dụ nó hư hao cái gì đó mới là vô sửa thôi, còn hàng ngày quét dọn lau chùi rồi đó thì mấy bà. Con thấy cũng thoáng mát sạch ha. Nhưng mà cái phòng này hồi đó nhà có bà luôn ha. Ừ.
con đang có hai cái quạt nữa cơ. Thôi con đứng ở ngoài thôi chứ con không dám bước vô đâu. Ừ, ở ngoài nữa. Dạ. Dạ. Có di ảnh của bà đó không? Có di ảnh của bà hàng năm thì mình cũng vẫn thay áo gói đồ cho bà hết ha. Có chứ, giặt diện đồ gần Tết rồi cũng tháo ra giặt. Có mùng màng chiều có xả màng nào xuống không? Xả, có người xả, người sáng có người dán lên. Có người xả xuống, người dán lên luôn. Dạ. Sau đó thì gói thì mình vẫn để vậy không? À, gối thì để y vậy, quét tước rồi vậy thôi chứ không có. Dạ. Cái gì anh của bà? Con xin phép quay. Chứ con không dám nói. Đây là gì anh của bà? Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Thì cái chia sẻ của ông hai thì con được biết ha, biết về cái mái tóc của ông Tám. Ông Tám với lại ông có thể hướng dẫn ông nhà mộ của bà được không? Được, đi đây, đó đây, con đi tự đi, đi thôi. Mà lúc đó mất thì ông có biết không? Không biết. Không biết thôi. Ừ. Ông thì anh nghĩ ở bên đất Campuchia. Mà ngày xưa là giặc giả, ông hy sinh bên bển hay sao hay là sao? Ông cũng tới lui vì cái lúc mà giặc Pháp nó theo nó kiếm hoài đó. Yeah. Thành thử ra ông mới đi tới đi lui chứ không có ở một chỗ. Dạ. Yeah. Ở Tà Lơn hay dòng? Ở Tà Lơn hay sao? Lên cũng có đi cũng lâu quá hay không hả? Lâu lắm rồi ông. Ông năm này thì năm nay là 82 tuổi rồi. Ừ. Mà nói về lịch sử thì không gì không có được ghi chép lại nên là nữ ra là có những cái chi tiết mà một là về tuổi cao nè, hai là không có được cái tiền bối á truyền lại kể lại cho ông nghe. Ừ. Nên là nữ ra là cái việc mà ông nhớ lại hết thì nó rất là khó. Rồi hôm nay thì mình với lại được cho ông Tám đi đến viếng cái phần mộ của bà. Đây. Đây. Bà này thân phụ của thân ông bà đó. Thân mẫu. Thân đây mẫu. Ừ. Con thấy nè. Đây là thân phụ của bà. Ừ. Là. Bà mẹ đây nè. Bà. À. Ba của bà. Và đây là phần mộ của mẹ của bà. Ừ. Cô bác anh chị, ông Năm, con thấy ở đây có một cái ổ mối nè ông Năm. Ừ. Ổ mối này cũng khá là khéo nên. Và khi mà có được cái ổ mối như thế này ở trên cái phần mộ, con nghe kể là cũng con cháu rồi làm ăn cũng không khá lắm. Rồi bà hưởng thọ 85 tuổi luôn á. Ừ. Bà hưởng thọ 85 tuổi, mất năm 91. Không ai biết được cái ngày bà sinh ha. Chỉ biết sinh ngày 6 tháng 9 thôi. Bà hưởng thọ lắm á. Ngày bà mất là cũng mất ở ngoài ngoại, ở đậu ở ngoài đó. Mất người đem về đây. Mất ở ngoài đâu? An Hảo á. À. Chị Trông mình nè. Dạ. Bà là tuổi cao sức yếu mất không? Ờ. Rồi sau đó thì mới đem bà về đây ăn nghỉ. Lý do là nơi đây thì trước đây bà cũng lập chùa đây ha. Ừ. Thì
thì được Tám chia sẻ, mà ông Năm chia sẻ mới thấy được cái sự linh thiêng màu nhiệm ở đây ông Năm ha. Ông Năm, ông có thể ông biết vì về ổ mối này không? Không, không biết đâu. Mọc lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Và có càng ngày nó càng cao lên không? Cao. Tháng mưa cái đùng đùng lên. Dạ. Cái này nắng rồi nó khô quá rồi nó cứng lại không? Cứng, cứng lắm. Ôi, này giống như quét vôi vậy á. Ừ. Cứng lắm á. Cái ổ mối này nó cứng. Cái đất của nó làm như là đất sét vậy, nó dẻo. Có nước nhồi rồi cái nó dẻo ngoẹo à. Thành ra nó làm cứng lắm. Làm ngoài mưa, ngoài gió đó thì nó đâu có trôi. Ông Năm làm từ ở chùa này luôn. Từ khúc. Có nghĩa thay phiên. Thay đổi rồi hết phiên rồi về người khác lại. Vậy đó. Hàng năm thì khách hành hương đến đây nhiều không? Chùa này thì nói ngay ít lắm chứ. Ít. Dạ. Cũng có mà đều ít. Người ta đi ở Tam Bửu ở trận đó. Dạ. Chùa ở Ba Chúc đó. Rồi về người ta cũng có ghé. Có khi dạ. Người ghé, người không. Thưa cô bác quý anh chị, thì hôm nay thì đến đây được ông Năm ở đây hướng dẫn sơ qua về mái tóc của ông Tám. Ông Tám là đệ tử của ông Hai, với lại về cái câu chuyện của về cái căn phòng của bà Ký, người ta ở đây gọi là bà Ký. Đó là với lại một cái chiếc ghế của bà, thì đó cũng là cũng điều bí mật và cũng là một cái điều tâm linh khó lý giải. Và hôm nay thì đến đây á, đến cái phần an nghỉ của bà thì gặp được những cái ngôi mộ của bà. Coi như đầu năm thì mong đến đây thì con gặp được nhiều may mắn. Yeah. Con chúc cho ông có một cái sức khỏe dồi dào để có thể hướng dẫn khách du lịch ở khách hành hương mình ở đây để mà viếng cái phần của ở chùa. Dạ, dạ. Chắc chắc có lẽ là đến video clip đến đây thì Bùi Hồ mong video clip này sẽ truyền tải cho cô bác quý anh chị đó một cái phần nào tâm linh màu nhiệm nơi cái vùng đất An Giang này. Thì nói chung là cái chuyện tâm linh á thì mình không thể nào giải thích được. Chỉ quay lên để ai có tín ngưỡng thì tín ngưỡng hay không? Ông Năm. Và rất mong thuyết phim này sẽ mang một điều gì đó bổ ích cho cô bác quý anh chị. Và hẹn gặp lại ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào ông Năm ơi.